Mỗi dân tộc trên thế gian đều có ít nhất một huyền thoại, truyền thuyết để nói về nguồn gốc của dân tộc mình hay nguồn gốc của loài người. Và ở Việt Nam cũng có một huyền thoại tên là con rồng cháu tiên. Nói rằng người Việt Nam đều thuộc dòng giống sinh ra từ sự kết hợp giữa một con rồng và một tiên nữ. Tuy nhiên, huyền thoại hay truyền thuyết đều là những nội dung không chân thật được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Giờ đây, đã đến lúc chúng ta nên suy gẫm và tìm kiếm sự thật về nguồn gốc của loài người. Đã bao giờ chúng ta thắc mắc rằng tại sao lại có con người xuất hiện trên trái đất này? Nhân loại trong suốt chiều dài lịch sử đã không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho điều đó. Khi trả lời được những câu hỏi về nguồn gốc của loài người, như chúng ta là ai, chúng ta đến từ đâu, thì mỗi người sẽ biết dựa trên những tiêu chí nào để xác định được ý nghĩa, mục đích sống của mình cũng như nhận thức được giá trị của bản thân. Trên cơ sở đó, mỗi người phải quyết định cách mà họ sẽ tiếp tục sống trong quãng đời còn lại. Nếu chúng ta tin rằng sự sống của con người bắt nguồn từ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, thì chúng ta sẽ chấp nhận luật pháp, chuẩn mực của Ngài. Mục đích sống của chúng ta sẽ dựa trên ý muốn tốt lành của đấng tạo hóa. Giá trị hay ý nghĩa của chúng ta sẽ là giá trị mà Đức Chúa Trời toàn năng đã đặt để trên chúng ta. Nếu chúng ta chấp nhận rằng con người là sản phẩm của quá trình tiến hóa, thì chúng ta sẽ xác định các chuẩn mực của riêng mình. Mục đích sống của chúng ta được hình thành từ chính chúng ta, từ chính mong muốn, tham vọng của riêng chúng ta. Giá trị sống của chúng ta hoàn toàn dựa vào ý muốn cá nhân mà thôi. Đây là sự lựa chọn của những người vô thần phủ nhận sự tồn tại của đấng tạo hóa. Do đó, câu hỏi về nguồn gốc không chỉ là vấn đề liên quan đến khoa học sự thật, mà còn là cách chúng ta sẽ nhìn nhận cuộc sống và sẽ lựa chọn sống theo những giá trị do đấng tạo hóa sắp đặt trước, hay sống theo những giá trị chủ quan của mỗi cá nhân độc lập với đấng tạo hóa. Với những người tin rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời là nguồn gốc của sự sống, thì họ biết rằng con người được tạo dựng là có mục đích. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 tới câu 27. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, chứ không phải theo hình ảnh của loài vượng như thuyết tiến hóa khẳng định. Chưa hết, Đức Chúa Trời còn ban cho con người quyền thống trị, cai quản trái đất. Nhưng vì tội lỗi mà con người đầu tiên là Adam đã phạm, mà nhân loại đã bị truất bất quyền cai trị trái đất, và đau xót nhất là bị mất địa vị làm con Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, vì Đức Chúa Trời vô cùng yêu thương nhân loại, nên đã cho họ có một cơ hội để lấy lại địa vị này và tất cả những gì đã mất. Cơ hội mang tên Jesus Christ, con độc sanh của Đức Chúa Trời, đã xuống thế gian làm người, nhận thay bản án cho nhân loại. Vì vậy, những ai tin nhận Giê-hô-va là Đức Chúa Trời có một và thật, tiếp nhận Jesus Christ là cứu Chúa chết thay cho mình, sẽ lấy lại địa vị được làm con Đức Chúa Trời, được hưởng sự sống đời đời với thân thể được biến hóa và trở thành người đồng thừa kế với Chúa Giê-xu để cai trị trên trái đất thuộc vương quốc sắp đến của Đức Chúa Trời. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Thực anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, vì nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba, Cha. Chính Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự. Kẻ kế tự Đức Chúa Trời là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cũng được vinh hiển với Ngài. Roma đoạn 8 từ câu 14 tới câu 17. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa,
trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát. Vì chúng ta đều sẽ biến hóa, và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 từ câu 50 tới câu 53. Và Ngài là Chúa Giê-xu đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Khải Huyền đoạn 5 câu 10. Bây giờ nước, quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng Rất Cao. Nước Ngài là nước đời đời và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài. Đa-ni-ên đoạn 7 câu 27. Những người lựa chọn tin rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên trời, đất và muôn loài thọ tạo đều biết rằng họ được tạo dựng với mục đích cuối cùng là trở thành một phần trong gia đình của Đức Chúa Trời. Dần nhất đoạn 3 từ câu 1 tới câu 4, Hebrew đoạn 2 từ câu 1 tới câu 11. Trong nhiều thế kỷ, niềm tin này bị vùi dập và bị làm cho méo mó, đến nỗi nhiều người cho rằng Kinh Thánh chỉ là câu chuyện hư cấu. Trong khi đó, tồn tại nhiều bằng chứng rất thuyết phục trong lĩnh vực khoa học, lịch sử, khảo cổ học và những lời tiên tri đã ứng nghiệm, chứng minh rằng Kinh Thánh là sự thật mà Đức Chúa Trời chính là tác giả. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nhiều người tự hào nhận mình là vô thần và phủ nhận sự tồn tại của Đấng tạo hóa để ủng hộ thuyết tiến hóa của mình. Vậy những người vô thần tin vào những điều gì? Richard Dawkins, nhà sinh vật học tiến hóa cho rằng vũ trụ mà chúng ta quan sát không có thiết kế, không có mục đích, không có ác, không có tốt. Con người là những cỗ máy truyền DNA. Đó là lý do sống duy nhất của mọi đối tượng sống. Khoa học ngày 15 tháng 8 năm 1997, trang 892. Nhà truyền giáo Lee Strobel, cựu biên tập viên pháp lý cho tờ Chicago Tribune, từng là một người vô thần, kết luận rằng: "Về cơ bản, tôi đã nhận ra rằng để vẫn là một người vô thần, tôi phải tin rằng không có gì tạo ra mọi thứ, không có sự sống tạo ra sự sống, sự ngẫu nhiên tạo ra sự sắp đặt hoàn chỉnh, sự hỗn loạn tạo ra sự thông tin, sự vô thức tạo ra ý thức và sự không có lý do tạo ra lý do. Trên phương diện thời gian, nếu sự xuất hiện của con người chỉ là sự ngẫu nhiên, không có mục đích, thì cả loài người chỉ là một sự hiện hữu rồi trong chốc lát sẽ tiêu mất đi so với cõi vĩnh hằng. Tất cả những việc chúng ta làm sẽ trở nên vô nghĩa, không còn lại gì để nhớ trong đêm dài vô tận của cõi thời gian. Hơn nữa, nếu không có Đức Chúa Trời thì con người sẽ không thể có nền tảng cho đạo đức, cho những giá trị để đo lường đúng sai tốt xấu. Lúc đó, mọi sự đều là tương đối, không có gì tuyệt đối cả. Nếu con người chỉ là sự kết hợp ngẫu nhiên, tình cờ của vật chất trong một vũ trụ phi nhân tính, thì những giá trị mà con người tôn trọng như sự hy sinh vì chính nghĩa, sự thành thật, tình huynh đệ, tình bằng hữu, tình yêu thương, sự hiếu kính, sự công bình, sự khiêm nhường, sự tha thứ, sự tử tế, lòng vị tha, lòng biết ơn, lòng trung tín, sự thánh thiện, đạo đức, tự do, hạnh phúc, đều chẳng có nghĩa lý gì hơn sự dối trá, ích kỷ, hận thù, thành kiến, kiêu căng, bất công, tàn nhẫn, cố chấp, phản bội, vô ơn, nô lệ và bất hạnh. Trong một thế giới vô thần, con người không có mục đích sống. Một thế giới không có ai sáng tạo và điều khiển thì sẽ không thể nào tồn tại cho những kế hoạch và mục đích. Cuối cùng sẽ dẫn tới chỗ hư hoại, suy tàn, vô trật tự và chết chóc. Không một ai khôn ngoan mà lại muốn sống trong một thế giới hỗn loạn, vô mục đích như thế. Ai cũng muốn sống trong một thế giới mà sự hiện hữu của con người có ý nghĩa, có giá trị và đời người mang một mục đích cao cả. Một thế giới như vậy đòi hỏi phải có một đấng tạo hóa. Nhờ có Ngài mà cuộc sống của con người mới trở nên có mục đích và có giá trị. Một người vô thần sẽ tin rằng vật chất là vĩnh cửu. Vật chất phi sự sống đã sản sinh ra sự sống. Vật chất phi tâm trí đã tạo ra tâm trí. Vật chất phi thông minh đã tạo ra thông minh. Vật chất phi đạo đức đã tạo ra đạo đức. Vật chất phi lương tâm đã tạo ra lương tâm. Vật chất phi mục đích đã tạo ra mục đích và trật tự. Một người vô thần phải làm được những việc sau đây: phủ nhận được tất cả những bằng chứng về sự tồn tại của Đức Chúa Trời, phủ nhận được sự thật về Chúa Jesus Christ và loại bỏ hết tất cả những bằng chứng về sự phục sinh của Ngài,
phủ nhận được sự ứng nghiệm của những lời tiên tri trong Kinh Thánh, chứng minh được rằng Kinh Thánh là câu chuyện hư cấu, không có thật, thiết lập được sự đáng tin của thuyết vô thần. Từ xưa đến nay, người vô thần đã không làm được điều này. Lối giải thích mọi sự tự nhiên mà có, rồi trở nên phức tạp, rồi trật tự dần và đẹp đẽ dần trong thực tế là vô lý, không hợp với lý luận thông thường. Ai cũng biết hư không chỉ tạo ra hư không. Lối giải thích mọi vật tự nhiên mà có đòi hỏi một người phải có một lượng đức tin thật lớn, vượt lên cả lý trí loài người mới có thể chấp nhận được. Hãy thử tưởng tượng một nhà máy thép tự nhiên bùng nổ và qua quá trình đó một chiếc xe hơi sang trọng ra đời. Hoặc hãy thử tưởng tượng một đống sắt vụn tự nhiên lâu ngày nó tự ráp lại thành một cái đồng hồ. Nhà sinh vật học trường Đại học Princeton, Hoa Kỳ là giáo sư Edwin Carson đã tuyên bố việc khả dĩ của sự sống phát xuất từ sự tình cờ tự nhiên cũng giống như sự khả dĩ của một quyển từ điển xuất hiện do kết quả từ một vụ nổ xảy ra ở một nhà máy in. Giả sử bạn đang ngồi trong ngôi nhà của bạn, nếu có một người bước vào nhà bạn và tuyên bố rằng ngôi nhà này tự nhiên mà có, không ai dựng nên cả, do nhiều năm tháng mà những đống gạch, những khối gỗ tự nhiên ghép lại mà thành, rồi tự nhiên bạn dọn đến ở, bạn sẽ trả lời người đó ra sao? Dĩ nhiên bạn sẽ cho đó là một người đầu óc có vấn đề và không cần trả lời hay tranh cãi. Thế nhưng trong thực tế, những người ủng hộ thuyết tiến hóa có chủ trương đúng như vậy đối với ngôi nhà chung của nhân loại là trái đất mà chúng ta đang sống. Vì họ tin rằng vũ trụ không được tạo ra và nó luôn tồn tại, vĩnh cửu, hay nói cách khác là vũ trụ tự tạo ra nó. Có những nhà khoa học vô thần cố nói rằng không có Chúa, trong khi trên thực tế, để tin không có Chúa thì phải có nhiều đức tin hơn là tin có Chúa. Bởi vì có một cái gì đó tạo ra vũ trụ sẽ hợp lý hơn là vũ trụ tự tạo ra nó. Để nói rằng vũ trụ tự tạo ra nó đòi hỏi phải có nhiều đức tin hơn là nói rằng có một cái gì đó bên ngoài vũ trụ mới tạo ra được vũ trụ. Bởi vì như thế sẽ logic hơn. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đứng nào khác. Ấy chính ta là đứng tạo nên sự sáng, dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ. Chính ta là Đức Giê-hô-va làm mọi sự đó. Khủng thay cho kẻ cãi lại với đấng tạo nên mình. Ấy chính ta đã làm ra đất, dựng nên loài người ở trên đất. Chính ta, tức là tay ta, đã dương ra các tầng trời và truyền lệnh cho các thiên thể. Ê-sai đoạn 45 từ câu 6 tới câu 7, câu 9 và câu 12. Con không biết sao, con chưa nghe sao, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đời đời, đứng đã sáng tạo toàn cõi đất, chẳng mệt mỏi, chẳng yếu sức, sự hiểu biết của Ngài không thể dò được. Ê-sai đoạn 40 câu 28. Đức Chúa Trời là Cha sẽ ban phước cho bạn.